Cô Hiền xin chào con. Bài học tiếp theo của chúng ta đó là hai bài toán về phân số. Phần đầu tiên là phần trắc nghiệm nào. Câu 1. Hình 1 minh họa một mảnh vườn có diện tích là 100m2. Hỏi 2/5 mảnh vườn để trồng rau thì có diện tích bao nhiêu mét vuông? A 20, B là 40m2, C là 2/5 và D là 5/2. Chúng ta có 15 giây suy nghĩ và comment đáp án cho cô nào. Chúng ta quan sát thấy rằng là mảnh vườn có diện tích là 100m2 được chia làm mấy phần bằng nhau? 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Đúng chưa? Và mỗi phần thì có diện tích là 100 chia 5 bằng 20m2. 2/5 mảnh vườn nghĩa là chúng ta lấy 2 phần và chúng ta lấy 20 x 2 bằng 40m2. Đáp án là B nhé. Câu số 2 nào. Để tính 2/5 của 100, bạn An đưa ra các phương án sau đây. Phương án A, chia 100 thành 2 phần bằng nhau rồi lấy 5 phần. Kết quả thu được 100 x 5/2. Câu B, chia 100 thành 5 phần bằng nhau, lấy 2 phần. Kết quả được 100 x 2/5 bằng 40. Phương án nào theo em là đúng? Chúng ta nhớ lại câu 1 ở trên, mảnh vườn 100m2. Và muốn tính 2/5 của mảnh vườn thì chúng ta chia cho 5 và nhân với 2 đúng không? Tức là chúng ta lấy 100 nhân với 2/5. Và đáp án là B. Cô chốt lại này, để tính 2/5 của 100 thì chúng ta sẽ chia 100 thành 5 phần bằng nhau và lấy 2 phần. Và phép tính ở đây là 100 x 2/5 bằng 40. Từ đó chúng ta có bài toán 1, tìm giá trị phân số của một số cho trước. Từ hai câu hỏi trắc nghiệm ở trên thì chúng ta cho cô biết là muốn tìm 2/5 của số 100 ta đã làm như thế nào. Và từ đó các con suy ra tổng quát là muốn tìm m/n của một số A ta sẽ làm như thế nào. Các bạn comment cho cô biết đáp án của mình nhé. Và đây là đáp án của cô. Chúng ta ghi vào vở cho cô quy tắc tìm giá trị phân số của một số. Muốn tìm m/n của một số A, ta lấy A nhân với m/n. Được chưa? Đây là quy tắc mà các con cần học thuộc và ghi vào vở. Và phần tiếp theo là bài tập áp dụng. Bài 1. Cô có hai yêu cầu như trên màn hình và chúng ta hãy tính toán vào vở nào. Và ở đây rất là dễ đúng không? Muốn tìm 3/4 của số 12, chúng ta chỉ cần lấy 12 x 3/4 bằng 9 này. 3/4 của số 28, ta lấy 28 x 3/4 bằng 21 đúng không? 3/4 của hecta là bao nhiêu mét vuông? Thì chúng ta cần đổi cho cô 1 hecta bằng 10.000 mét vuông, tức là 3/4 của 10.000 mét vuông. Và chúng ta lấy 10.000 x 3/4 bằng 7.500 mét vuông. Bài số 2. Một cửa hàng có 720 kg gạo, đã bán hết 3/5 số gạo. Hỏi còn lại bao nhiêu kg gạo? Bài này rất là dễ, con làm vào vở nào. Số gạo cửa hàng đã bán, chúng ta lấy 720 x 3/5 bằng 432 kg.
số gạo còn lại của cửa hàng chúng ta sẽ lấy 720 trừ đi đã bán và kết quả là 288 kg. Bài số 3 nào. Bạn nam lập kế hoạch bản thân một ngày của mình, trong đó xác định dành 1/3 thời gian để học chương trình ở trường và có 1/12 thời gian để học nấu ăn, bởi vì bạn mơ ước làm một đầu bếp món Việt Nam nổi tiếng. Câu hỏi là bạn đã dành cho việc học chương trình ở trường mấy giờ trong ngày và gấp mấy lần thời gian để học nấu ăn? Với những bài toán có lời văn mà đề bài rất là dài thì cô lưu ý chúng ta phải tóm tắt lại vào vở. Thì ở đây cô và chúng ta cùng tóm tắt nhé. Một ngày của bạn nam sẽ dành 1/3 thời gian để học chương trình ở trường, thì chúng ta sẽ ghi ngắn gọn là 1/3 thời gian. Tiếp theo là 1/12 thời gian để học nấu ăn. Câu hỏi ở đây là bạn đã dành cho việc học chương trình ở trường mấy giờ trong ngày? Và gấp mấy lần thời gian học nấu ăn? Và chúng ta lưu ý này, một ngày thì bằng bao nhiêu giờ nhỉ? 24 giờ. Đến đây bài toán dễ rồi và chúng ta làm một vở. Đầu tiên, để tìm thời gian bạn học chương trình ở trường thì ở đây là 1/3 thời gian trong ngày. Thì muốn tìm thời gian học ở trường chúng ta lấy 24 nhân với 1/3, đúng không? Bằng bao nhiêu giờ nhỉ? 8 giờ đúng không? Tính thời gian học nấu ăn là 24 nhân với 1/12 bằng 2 giờ. Và đến đây tính được gấp mấy lần rồi đúng không? Còn cách thứ hai, chúng ta có thể lấy luôn phân số 1/3 chia cho 1/12. Bởi vì 1/3 và 1/12 đều so sánh với thời gian của một ngày. Thử tính thêm cái này có ra giống 8 chia 2 giờ nhé. Và đây là lời giải của cô này. Bài số 4 này. Một lớp có 42 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình bằng 1/21 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 3/4 số học sinh còn lại. Yêu cầu tính số học sinh giỏi của lớp. Bài toán này chúng ta cùng cô tóm tắt nhé. Lớp có 42 học sinh. Bao gồm giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình, cô viết tắt là TB nhé, các con nên viết cẩn thận vào vở. 1/21 cả lớp. Số học sinh khá bằng 3/4 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi. Khi mà tóm tắt xong thì các con thấy bài toán đã dễ hơn rất là nhiều đúng không? Đầu tiên các con sẽ tính số học sinh trung bình này. Số
số học sinh khá bằng 3/4 số học sinh còn lại. Như vậy chúng ta phải tính số học sinh còn lại. Sau đó lấy cả lớp trừ đi khá và trung bình, tìm được số học sinh giỏi. Và đây là lời trình bày. Và chúng ta hãy suy nghĩ làm vào vở và sau đó thì cô sẽ giải chi tiết nhé. Và đây là lời giải chi tiết của cô này. Số học sinh trung bình là 42 nhân với 1/21 bằng 2 em. Số học sinh còn lại là 42 trừ 2 bằng 40 em. Số học sinh khá 40 nhân 3/4 bằng 30 em. Số học sinh giỏi là 40 trừ 30 bằng 10 em. Và đáp số là tìm số học sinh giỏi, nên chúng ta đáp số là 10 em học sinh giỏi nhé. Ta sang phần tiếp theo là bài toán 2 về phân số, có tên là tìm một số khi biết giá trị phân số của nó. Ta đến với bài toán tình huống như sau. Các con giúp cô đọc hình vẽ sau và tìm thông tin. Đầu tiên, bạn Nga cho biết vườn nhà mình trồng rau khoảng 10m². Đây là diện tích trồng rau 10m². Phía sát đường đi có một đoạn tường rào AB được xây theo 5 cột phân ô. Đây là hình ảnh tường rào này, nhưng mà vẽ ra ngoài, để nếu có sự cố thì chỉ bị đổ một ô. Em hãy cho biết diện tích toàn bộ vườn là bao nhiêu mét vuông và chiều dài của tường rào AB bằng bao nhiêu. Và cô cho chúng ta một phút suy nghĩ và comment đáp án cho cô diện tích mảnh vườn này và chiều dài tường rào AB nhé. Bây giờ chúng ta cùng cô đi đọc hình. Trồng rau là 10m², là một phần của 5 phần mảnh vườn, đúng không? Thế thì diện tích mảnh vườn chính là 10 x 5 bằng 50m², hoặc chúng ta cũng có thể viết là 10 chia cho 1/5, bởi vì là 10m² ứng với 1/5 mảnh vườn. Và như vậy, cô nhắc lại, để tính diện tích của cả mảnh vườn, chúng ta lấy 10 chia 1/5. Bây giờ chúng ta đến với phần tìm độ dài tường rào AB nhé. Thì chúng ta nhìn cho cô này, 6m ứng với mấy phần bằng nhau đây? 3 phần đúng không? Còn tường rào AB là tổng cộng mấy phần? 4 phần đúng không? Thế thì để tính 1 phần, các con sẽ lấy 6 chia 3. Sau đó nhân với mấy thì ra AB nhỉ? Nhân với 4 đúng không? Và bằng bao nhiêu đây? 6 chia 3 bằng 2, 2 nhân 4 bằng 8m. Vậy ở đây có hai đáp số là 50m² và 8m. Lưu ý này, để tính tường rào AB, chúng ta có thể viết như này, hoặc chúng ta viết 6 chia cho 3/4, bởi vì 6m này ứng với 3/4 của tường rào. Đấy, như vậy cô chốt lại này. Để tính diện tích mảnh vườn, ta lấy 10 chia 1/5. Để tính độ dài tường rào, ta lấy 6 chia 3/4. Đây là bài toán ngược với bài toán ở trên nhé. Và từ đó, chúng ta có quy tắc tìm một số khi biết giá trị phân số của nó như sau. Muốn tìm một số A khi biết m/n của nó bằng B, thì ta sẽ lấy B chia cho m/n. Quy tắc này khó hơn quy tắc ở trên và chúng ta cũng ghi vào vở. Bây giờ là bài áp dụng này. Bài 1, tìm số A biết 3/4 của nó là 18. B, biết 2/7 của số cá trong rổ là 14 con. Hỏi số cá trong rổ là bao nhiêu? Chúng ta có 30 giây để comment đáp án A và B nào. Và đây là đáp án nha. 3/4 của nó là 18.
thì đây là bài toán số 2 nhá. Và muốn tìm số đó, chúng ta sẽ lấy 18 chia cho 3/4 bằng 24. Câu B này, 2/7 của số cá trong rổ là 14 con. Thì muốn tìm số cá trong rổ, chúng ta sẽ lấy 14 chia 2/7 bằng 49 con cá. Bài toán này là bài toán ngược của bài toán 1 ở trên. Cô nhắc lại nhé. Thế thì cách phân biệt thì thường thường sẽ có chữ là hoặc là chữ bằng. Và có kết quả đằng sau thì nó sẽ thuộc dạng 2 nhé. Bài toán tiếp theo này. Một siêu thị công bố chương trình giảm giá nhân dịp kỷ niệm 10 năm khai trương. Họ cho biết sẽ giảm giá 4/5 mặt hàng của siêu thị. Trong báo cáo tài chính được trình bày trước đại hội cổ đông có viết: thời điểm đó, siêu thị đã giảm giá 2.000 mặt hàng. Hỏi siêu thị có bao nhiêu mặt hàng tại thời điểm thực hiện chương trình giảm giá nhân dịp kỷ niệm 10 năm khai trương. Chúng ta hãy tóm tắt những yếu tố nào, những câu văn nào có số vào vở thì việc tìm lời giải sẽ rất là dễ dàng nhé. Nào, cô gợi ý nhé. Giảm giá 4/5 mặt hàng của siêu thị, chúng ta phải tóm tắt cái này vào. Thế còn nhân kỷ niệm 10 năm khai trương có cần không? Không cần đúng không? Vì đây là số liệu tượng trưng thôi, người ta kỷ niệm bao nhiêu năm cũng được. Như vậy chúng ta chỉ cần tóm tắt là giảm giá 4/5 mặt hàng của siêu thị, đúng chưa? Và 4/5 mặt hàng này chính bằng bao nhiêu đây? 2.000 mặt hàng. Như vậy là 4/5 mặt hàng của siêu thị chính bằng bao nhiêu? 2.000 mặt hàng. Vậy đến đây chúng ta biết cách tìm tổng số mặt hàng của siêu thị rồi đúng không? Và đây là phép tính. Tại thời điểm nói trên, siêu thị có số mặt hàng là 2.000 chia 4/5 bằng 2.500 mặt hàng. Dưới đây thì cô cho chúng ta một số bài tập tổng hợp giữa hai dạng, dạng 1 và dạng 2, để chúng ta tự đọc, tự phân loại và tự tìm lời giải nhé. Bài số 3 này. Bài số 4 này. Bài số 5 là một bài công thức làm bánh bông lan tại nhà. Sau khi học xong bài toán này, chúng ta thử làm với công thức này xem là sản phẩm chúng ta có ngon không nhá. Và bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.